hoãn thêm 3 trận ở Premier League tuần này. MU và Chelsea nằm trong số các đội bóng không ra sân thi đấu 2 tuần liên tiếp ở Premier League. Đêm ngày 12 tháng 9 giờ Hà Nội, ban tổ chức Premier League thông báo hoãn 3 trận đấu trong tuần này, gồm Chelsea gặp Liverpool, MU gặp Leeds United và Brighton gặp Crystal Palace. Trang chủ Premier League khẳng định họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoãn thi đấu do vấn đề liên quan tới lễ tang nữ hoàng Elizabeth. 7 trận còn lại ở Premier League sẽ diễn ra bình thường vào cuối tuần này. Đáng chú ý, 2 trận đấu của Chelsea và MU lần lượt ở Champions League và Europa League không bị ảnh hưởng. MU và Chelsea đã xác nhận thông tin này. The Blues tiếp đón RB Salzburg trên sân Stamford rạng sáng ngày 15 tháng 9 giờ Hà Nội, trong khi Quỷ Đỏ làm khách trên sân của Sheriff đêm ngày 15 tháng 9 giờ Hà Nội. Lịch thi đấu của Chelsea, MU có phần trái ngược Arsenal. Trước đó, pháo thủ hoãn trận đấu ở Cúp Châu gặp PSV thuộc lượt thứ 2 vòng bảng Europa League 2022-2023. Dù vậy, trận đấu của đội chủ sân Emirates ở Premier League của tuần này vẫn được phép diễn ra. Theo báo chí Anh, ban tổ chức quyết định hoãn một số trận đấu nhất định do việc thiếu hụt nguồn lực cảnh sát và các vấn đề tổ chức liên quan đến lễ quốc tang nữ hoàng Elizabeth. Hôm ngày 9 tháng 9, ban tổ chức Premier League cũng quyết định hoãn vòng 7 để bày tỏ lòng tôn kính với nữ hoàng Elizabeth. Theo Sky Sports, quốc tang của nữ hoàng Anh dự kiến sẽ kéo dài 10 ngày. Ronaldo không nằm trong nhóm cầu thủ được MU gia hạn hợp đồng. Lãnh đạo Manchester đang lên kế hoạch kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm với thủ môn David De Gea, cặp hậu vệ biên Dalot, Shaw, tiền vệ Fred và tiền đạo Marc Rashford. Theo Manchester Evening News, đây là những cầu thủ chỉ còn 10 tháng hợp đồng nhưng vẫn có chỗ trong kế hoạch của vị Erik ten Hag. Cristiano Ronaldo và Phil Jones cũng sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng 6/2023, kèm tùy chọn ở lại thêm một mùa. Tuy nhiên, hai cái tên này lại không nằm trong danh sách chuẩn bị gia hạn của đội chủ sở Old Trafford. Theo báo chí Anh, Ronaldo vẫn giữ ý định rời United để tìm kiếm cơ hội chơi bóng ở Champions League. Khi kỳ chuyển nhượng đầu năm 2023 mở cửa, CR7 sẽ lại cử người đại diện Jorge Mendes đi liên hệ với các câu lạc bộ giành quyền vào vòng knockout giải đấu danh giá nhất châu Âu. Sự so sinh năm 1985 còn một lựa chọn khác trong trường hợp phải rời MU, đó là chuyển sang chơi tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. Trong phiên chợ hè vừa qua, một đội bóng giấu tên được chống lưng bởi quỹ đầu tư công Saudi Arabia sẵn sàng trả Ronaldo mức lương 125 triệu euro mỗi mùa, hợp đồng kéo dài trong 2 năm. Tuy nhiên, Ronaldo đã từ chối bởi ưu tiên lúc này của anh vẫn chỉ là Champions League. Trong khi đó, Phil Jones từ lâu đã là người thừa Old Trafford, cầu thủ người Anh cũng đã mất chỗ trong phong thái đồ một đội một. Hợp đồng 4 năm của Jones với Quỷ Đỏ sẽ chính thức hết hạn vào ngày 30/6/2023. Trung vệ này cùng thủ môn David De Gea là hai nhân tố cuối cùng của triều đại Sir Alex Ferguson còn trụ tại MU cho đến ngày hôm nay. Huấn luyện viên Ten Hag yêu cầu học trò tập chân không thuận. Chiến lược gia người Hà Lan được cho là đã tổ chức thêm các buổi tập cải thiện chân không thuận cho cầu thủ Manchester United. Những cầu thủ thuận chân phải sẽ phải cải thiện khả năng xử lý bóng bằng chân trái và ngược lại. Khi nên nắm quyền tại Old Trafford, Ten Hag đã nhận thấy sự mất cân bằng giữa số cầu thủ thuận chân phải và trái ở đội hình United. Luke Shaw là cầu thủ duy nhất chơi chân trái, vì vậy ông đã đưa về MU ba cái tên thuận chân trái gồm Lisandro Martinez, Tyrell Malacia và Anthony. Các buổi tập hiện tại của MU trở nên căng thẳng hơn với sự xuất hiện của những tân binh chất lượng như Anthony hay Casemiro. Ở vị trí tiền vệ trụ, Scott McTominay đã nỗ lực rất nhiều để giữ suất đá chính trước sự cạnh tranh của đàn anh đến từ Real Madrid. Một số nguồn tin thân cận với Manchester cho biết, bán đạo câu lạc bộ chủ sở Old Trafford đang ủng hộ phong cách huấn luyện đầy kỷ luật của Ten Hag. Giờ đây, khu vực kỹ thuật của đội chủ nhà đã được điều chỉnh để gần hơn với khu vực khởi động của cầu thủ dự bị. Bên cạnh đó, tân thuyền trưởng MU còn cho rằng việc tập trung ở khách sạn The Nori trước mỗi trận đấu là không còn cần thiết. Chưa dừng lại đó, những cầu thủ trên căng băng ghế dự bị cũng được giám sát bởi ban huấn luyện trong suốt trận đấu. Đây là nhiệm vụ mà Ten Hag giao cho trợ lý sau sự cố chính cầu thủ đội 1 bỏ về trong trận giao hữu với Rayo Vallecano. Kanté từ chối gia hạn hợp đồng với Chelsea. Chelsea đứng trước nguy cơ mất trắng tiền vệ người Pháp sau mùa giải 2022-2023. The Athletic xác nhận N'Golo Kanté từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng của Chelsea. Đội chủ sân Madrid trao cho tiền vệ 31 tuổi bản giao kèo mới có thời hạn 2 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Tuy nhiên, Kanté muốn thỏa thuận dài hơn 3+1. Theo chuyên gia chuyển nhượng David Ostein, The Blues không chấp nhận yêu cầu của Kanté. Nguyên nhân là Kanté thường xuyên dịch chấn thương gần đây. Nếu tình hình không sớm được giải quyết, Kanté có thể chia tay Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa. Hợp đồng hiện tại của Kanté với Chelsea còn thời hạn tới tháng 6/2023. Nguồn tin trên tiết lộ, nhiều đội bóng ở châu Âu sớm dành sự quan tâm cho cựu sao Leicester, trong đó có hai câu lạc bộ đang thi đấu tại Premier League. Kanté là một trong tiền vệ hàng đầu tại xứ sở sương mù nhiều năm qua. Nếu không gặp phải chấn thương, ngôi sao người Pháp chắc chắn thi đấu bùng nổ. Nền tảng thể lực dồi dào cùng khả năng di chuyển không biết mệt mỏi của Kanté luôn là thứ vũ khí lợi hại.
Tuy nhiên chấn thương ảnh hưởng nhiều đến phong độ của Kante gần đây. Việc cầu thủ này vắng mặt thường xuyên là nguyên nhân chính khiến Chelsea không thể thắng hòa, như huấn luyện viên Thomas Tuchel từng thừa nhận. Kể từ sau trận hòa 2-2 trước Tottenham ở vòng 2 Premier League hôm ngày 14 tháng 8, Kante gần như mất tích. Trong thời gian trên, huấn luyện viên Tuchel sử dụng Conor Gallagher thay thế, nhưng tiền vệ trẻ đã gây thất vọng. Sau đó, nhà cầm quân người Đức sớm bị giới chủ Chelsea sa thải vì những kết quả không tốt. Diego Costa thoát cảnh thất nghiệp. Tối ngày 12 tháng 9 ra Hà Nội, Wolves xác nhận chiêu mộ thành công Diego Costa theo dạng chuyển nhượng tự do. Diego Costa ký hợp đồng với Wolves có thời hạn đến mùa giải 2022-2023. Trang chủ Wolves thông báo ngắn gọn: "Chúng tôi vui mừng chào đón Diego Costa đến với Wolves và trở lại Premier League. Costa là tiền đạo giàu kinh nghiệm và là một nhà vô địch." Chia sẻ trong buổi lễ ký hợp đồng, mũi nhọn người Brazil chia sẻ: "Wolves là đội bóng hàng đầu với những cầu thủ giỏi. Việc gia nhập đội bóng thật sự thúc đẩy tôi. Wolves giúp thắp nên ngọn lửa khát khao chơi bóng trong tôi." Wolves liên hệ Costa sau khi Sasa Kalajic nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương dây chằng đầu gối. Costa là cầu thủ tự do nên có quyền ký hợp đồng với bất kỳ câu lạc bộ nào, ngay cả khi kỳ chuyển nhượng hè đã khép lại. Trước khi trở lại Anh, Costa từng thi đấu cho Atletico Mineiro ở mùa giải 2021-2022. Tuyển thủ Tây Ban Nha ghi 5 bàn sau 19 trận, qua đó giúp câu lạc bộ chủ quản giành chức vô địch quốc gia và cúp quốc gia Brazil. Costa thất nghiệp từ tháng 1 sau khi chia tay đội bóng Brazil. Tiền đạo người Tây Ban Nha suýt đến Rayo Vallecano, nhưng thương vụ đổ bể do đôi bên không thể thống nhất về lương và thưởng. Newcastle chiêu mộ Norris Karius. Đêm ngày 12 tháng 9 ra Hà Nội, Newcastle thông báo ký hợp đồng ngắn hạn với thủ môn Norris Karius dưới dạng tự do. Hợp đồng của Karius với Newcastle chỉ kéo dài trong 4 tháng. Thủ môn người Đức sẽ khoác áo câu lạc bộ chủ sân Saint-James Park đến hết ngày 31 tháng 12 2022. Nếu Karius chứng tỏ được bản thân, anh có được cơ hội được chơi cho Newcastle đến hết mùa giải 2022-2023. Karius được trích chòe chiêu mộ để lấp vào khoảng trống của Kak Dalot, người đang phải ngồi ngoài vì chấn thương mắt cá. Cầu thủ môn Liverpool sẽ thay Dalot làm phương án dự phòng cho Nick Pope. Phát biểu trong lễ ra mắt tân binh, huấn luyện viên Eddie Howe cho biết: "Chúng tôi rất vui khi sở hữu Karius. Cậu ấy là một thủ môn giỏi và kinh nghiệm thi đấu tại Premier League và Champions League. Karius sẽ tạo ra sự cạnh tranh cho vị trí thủ môn và hỗ trợ chúng tôi trong giai đoạn quan trọng của mùa giải." Dybala tỏa sáng giúp Roma áp sát ngôi đầu Serie A. Tiền đạo sinh năm 1993 ghi 3 và kiến tạo giúp Roma đánh bại chủ nhà Empoli 2-1 ở vòng 6 Serie A rạng sáng ngày 13 tháng 9. Sau hai trận thua liên tiếp, Roma giải tỏa áp lực bằng chiến thắng trước câu lạc bộ đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Empoli. Paulo Dybala đã tận dụng tối đa cơ hội để giúp đội bóng thủ đô thu về 2 bàn thắng. Phút thứ 17, tiền đạo Argentina đàn lòng kỹ thuật từ ngoài vùng cấm mở tỷ số sau nỗ lực phòng ngự lỗi của trung vệ Sebastio Nupeto. Phút thứ 71, khi tỷ số đang là 1-1, cựu sao Juventus thoát xuống bên cánh phải trước khi căng ngang vừa tầm để Tammy Abraham để bóng cận thành ấn định tỷ số 2-1. Chiến thắng trên sân Carlo Castagnari đã giúp Giuliano Rossi vươn lên vị trí thứ 5 với 13 điểm, chỉ kém 1 điểm so với ngôi đầu của Napoli. Roma giành 3 điểm nhưng lối chơi của thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho chưa thực sự thuyết phục. Đội bóng thủ đô gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ số đông của Empoli. Ngoại trừ tình huống ăn bàn xuất phát từ sai lầm của đội chủ nhà, Roma không tạo ra cơ hội nào đáng kể trong hiệp 1. Thậm chí Giuliano Rossi còn liên tục chơi lúng túng trước những tình huống tấn công bóng bổng của Empoli. Roma giành 3 điểm chật vật, qua đó nâng chuỗi bất bại trước Empoli lên con số 14 trận liên tiếp kéo dài từ năm 2007 đến nay.